Ini. Halo. Sisa tanya kau cerita kita lupa yang media. Oleh yang sebagai Zeno, ayo. Nah, yang lain juga jadi yang kuai, kan? Lu bet aku yang ini mau kuai, lek nek gua. Ini yang kuai. Main kuai yang lu tahu, kan? Lu tahu mana? Yang kuai yang lu bisa. Anu deh, lain jadi gói một đi hoa ban cút gửi về đây em mình nha. Và khoai cũng là khoai rừng hoa ban cút gửi về nha. Nhìn tỏi có phải nó như kiểu là mới trồng mới nhổ ở trên núi ấy. Chuối đấy là chuối rồng anh em. Đây cũng là hoa ban cút để hoa mà nàng à. Nên được mà cứ gửi hoa để là trong đây nhìn chuối rừng này anh em ấy vàng ươm và này ăn hai quả. À, anh em mình sẽ bây giờ sẽ bắt tay vào việc làm anh em nhé. Anh em sẽ làm món bánh khoai nhá, bánh khoai bánh chuối. Ok đi đâu bánh khoai để nạo, cứ lấy một cái ấy để nạo luôn, để cái nạo để tàu đâu tàu này cho nó vừa mát trời này em làm món này tuyệt vời anh em ạ. Hồ tứ thì như còn ít lắm ờ đấy. Không cũng đủ ăn đấy, còn anh chấm mua đầu tư tí nhỉ, đấy chơi tiền, để tao mua cho nha, này anh em có mai mua bây giờ mua cho mua đâu, ai không thì mua mẹ này, này, này. Trường rồi đi, cứ chết rồi, này để này, này rồi tay mang rồi. Quả ngô quả này quả khoai rừng nên nhìn nó cong queo anh em, kiểu nó là còn nó trong rừng trong đạn trong mùi nó còn lắm đá ấy. Nó sẽ mọc nó sẽ dính củ đá này, nó sẽ lượt sang củ đá nó lượt lượt lên cái đống đất đấy, ảo chó sẹo chó tìm đến cái đống đất nó lên củ lên nó to. Người ta làm bánh chuối tây, mình làm bánh chuối tiêu anh em. Chuối tây nó ngon, rồi chuối tây nó ngon. Ăn chuối tiêu đâu. Sao nó chuối đẹp nhé. Cô lấy mới bạc kia, cô đừng bẻ. Cô lấy bạc kia. Chuối mình bây giờ mình sẽ dặn nó ra sẵn nhé. Dặn như thế mình sẽ bột. Nằm. Bỏ trong Sài Gòn nó hay làm một quả chuối tây ấy nó. Đấy anh em nó sẽ ra như này. Đấy xong mình sẽ lăn bột chiên xù vào nhé. Bột chiên giò. Đấy. Cái miền Nam làm thế nhưng miền Bắc cũng làm thế. Cái này người ta chìm cả quả này này. Em có mắt làm chín. Em chìm. Em có nhìn nó nặng vào giỏ của mình biết. Ăn cho bột mì vào anh em nha. Cái này cho ít thôi các bạn là mình chán cho nó giòn đấy. Đúng, cho ít thôi, cho nó nước vào. Đúng cháo. Nồng cháo nha. Cho đường quên. Đường cho ít thôi là mình chấm tươi ớt mà. Nhìn này cái chưa đây được. Đấy, đua sạch là nó gì cũng chưa dùng một lần. Đấy, đường anh nha. Nhiều đi. Thôi, không nhiều đâu. Đấy, mình sẽ trộn lên và thế cho vào chiên anh em nhé. Có thiếu gì cũng nước là ở quê bên nước thế thiếu là nước cái món này mình chưa làm nhỉ. À không làm cái ăn nhiều ui giống nhịt giống của nhỉ. Ồ, giống cà rốt thế. Khoai này khoai vàng khoai rừng anh ạ, nhìn nó đỏ nhìn không rất là giống củ cà rốt anh ạ. Đây ui ý hệt luôn em còn đỏ nhỉ anh em. Rồi ở, cho vào đây ấy em tới đã ăn kem không. Ủa, anh em sẽ cho mỡ vào nha. Thôi thôi, nắc hai bên đi. Ui, nhìn như kem lại còn ăn. Giờ cho chảo xôi nha anh em ơi. Ui xôi. Ui xôi. Cho làm bên này nha, còn bên này làm bánh chuối anh em nha. Thế luôn chứ, anh làm bánh này thì nói rồi. Sâu sâu tí anh ạ nhưng mà ngon. Sợ nát quá phải chân chuối á. Chú
chuối nhé. Ông ăn nước quá. Không, ý anh sợ chuối ấy, chuối cô phải cầm tay nhé. Đó, nó nát. Không phải lấy cái gì, lấy xả, lấy xỉa. Rung lên đây. Không, rung. Xoay cho anh em. Anh em thấy chưa? Kịch Nhi đứng xa một tí nữa. Kịch Nhi, kịch nghe đi. Thế, nghe với chân. Đứng này, đứng xa một tí nữa, cho kịch nghe đi. Nữa, kịch nữa. Ồ, hơi nhiều mỡ này để ăn này. Cho cái bơi này thì... Nhiều quá nó nhão, không thể cứng được khuôn. Giờ mình sẽ bắt to một tí nhá. Cơm nó không thể quá. Ôi ăn đừng cho, đừng xúc nhiều quá ăn. Nhưng mà nó không mới được, nó nạt á. Đành thèm này. Thôi được rồi, thế được ăn ạ. Được, sao? Được. Tay nghề đấy, anh em bên này mình chả chống dính lắm nè. Anh em phải dùng chả chống dính nhá. Anh em cấm dùng chả không chống dính nhá. Dính mọi anh trước. Không là mình đã qua nó lại như cháo ấy anh ạ. Nhưng cấm lại. Nó dùng mẹ đi. Sao mà xa qua một tí. Xong mình tăng nó. Xa quay. Ừ, nhìn cái này mình như hai tả. Quay tất. Một cái. Mẹ là đường là ăn bánh đúng không? Anh bảo lấy đuốc này cắt lên đây được không? Cắt chỗ này. Xiên mà cắt lên. Xong là bỏ nó đi đổ nó đi đâu ra để cái này đổ nước để đổ này đổ nước trên đổ hết cho đi bấm vào nhé để khỏi lắm để đừng để nó chảy này ra nó đen đấy này chuyên hết thôi thêm cái nữa đi cho nó tách ra không nó tách như cái này thì mình thích bạn đi đâu mình bạn được này nó nghỉ đi à đấy được không cho thêm cái vào đây cho đây và chuẩn bị lấy cái đuôi để đặt đây ui cái này sắp được anh em ui chỉ anh giải khỏi nó rồi cho hết cái ấy mình cần thế bật chất lượng khó đấy thử mát đánh xuống bắt đầu thử mát. Được. Cho đây. Được không? Xong cho cái này nó chóc được đá xong ẩn ra đây. Chúng ta xoay mẹ máy sinh tố đúng không ạ? Trộn. Chúng ta chỉ được ngon. Nhưng như mỗi gì? Đây là món khoai bạn anh sẽ chiên không bình thường anh em nhé. Ăn rất là giòn. Này, đấy, món khoai này nhá. Dạ, cứ thế mình nát không? Ừ. Đây là hoàn thành một cái này. Vàng chưa? Đây. Anh em thấy vàng chưa? Giờ mình sẽ quên lấy gì, đặt cái kia gì anh cho vào đây. Rồi, cho sang giặt ngay. Này. Úi, anh em thấy chưa? Đại đoạn nó giòn kinh lắm. Rồi, để đây đi. Đây nhá. Đấy, ok. Anh em ơi, mình đang thắng cơ này. Đấy. Giờ anh em sẽ đem lên phòng để anh em ăn nhá. Được rồi, vui. Bỏ luôn nắp đi. Rồi anh bưng lên đi, ra làm bưng lên. Anh bưng sản phẩm của anh, mẹ ăn sản phẩm của mày. Mẹ ăn không? Bên tay anh em ơi. À, bên tay này. Rồi anh đi, anh đi. Đi rồi, đi rồi. Ngồi nhẹ. Rồi anh em sẽ ngồi đây nhá. Ngồi đây đi. Ngồi anh ngồi sau. Ngồi
người phải ướt á, còn lại ướt á, ngồi đây đi, ngồi đây. Ôi sáng không, ngồi lắm anh nhở. Giờ anh em sẽ ngồi ăn nha anh em. Đây cho mày ngồi ăn, mày thưởng thức đi. Tao quay trong. Giờ anh em sẽ ăn thưởng thức nhá. Ăn thử review đi. Thằng kia thằng Toàn nó về nó đi tiêm rồi anh em ạ, nhưng nó cầm sẵn một cái nó ăn rồi. Ăn đi. Ăn cái nào? Bên đấy giòn không? Yeah. Ừ. Mấy nhiêu nhá? Không giòn. Bạn nhá. Không giòn nhưng ngọt nhỉ. Khoai ngọt. Ăn cái kia đi. Ăn cái kia kìa. Xong mới thử mỗi tí tí, chuối. Bẻ ra. Ăn. Ui, chấm tương ớt mùa này đang lạnh anh em ạ. Mùa đông. Đấy, trời đen tì. Bột quá. Ừ, hơi cho hơi nhiều bột thì xạo. Ui, giòn này. Ở ngoài mới giòn. Ngon không? Vừa không? Vừa nhỉ. Xong thử luôn chuối. Chuối thì khỏi nói, ăn thì ngon như quả chuối, chuối rừng luôn. Thơm, chua. Thế bọn ăn mà thèm thế nhỉ. Khoai rừng khác ngon. Khoai rừng à? Thử luôn miếng kia đi. Thử lên miếng chuối đi, để anh còn xuống anh ăn thèm quá rồi. Đẹp thật đấy bọn, đẹp thật đấy anh ạ. Oh. Thử miếng chuối rừng đi sao. Chua còn ngon. Chuối ăn lại chua đúng không? Chuối bao giờ là chua? Ừ, nó cũng chín nữa. Ngon không ăn? Chua chua. À, giờ anh xuống anh ăn đây. Giờ mình xuống mình ăn nha anh em ơi. Đấy. Ôi giời ơi, tuyệt vời quá. Giờ thử miếng khoai, thèm miếng khoai, bọn này ăn miếng khoai mà nhìn thèm. Mà tự anh em ăn khoai rán đi. Thằng Quang nó về nó ăn một miếng trước rồi. Ăn một chuối vào. Mời anh em ăn chuối nha. Chuối chua chua. Ngọt quá. Bao giờ chuối lại đấy nhé. Cũng ngon đấy nhỉ. Mệt tay quá. Cầm cái bàn rồi mỏi hết cả tay. Khổ hết anh em ạ. Em thấy hay nay là được chúng mình nhá. Hơi mềm. Tựa là hơi cay đúng không? Ít thôi sẽ mới nhiều. Chưa ăn chưa ngủ nữa. Khoai nang chiên. Giòn thế. Ngọt nữa. Ngọt nhỉ. Còn hơn giá khoai. Đó, hơn giá bình thường. Giỏi lắm anh ạ. Cảm ơn ạ. Ăn về đau đầu. Ăn cái kiểu kia nó giòn hơn. Giòn quá. Gần hết rồi anh em ạ. Đánh gần hết rồi. Ăn to này. Phần toàn miếng bạn cầm về cho toàn miếng miếng nữa.
kéo nó đi tiêm về, nó đi tiêm mà nó bị ốm anh em ạ. Trời ơi, tối nhỉ, có 5 đứa mở nghe tối thế. Đói. Chưa ăn có 3 bát cơm thôi mà. Thôi video của anh em chấm dứt thôi. Giả quá. Thôi em sẽ chấm dứt video nhé. Nếu anh em thấy hay like, share kênh ủng hộ của chúng mình nhé. Bye bye. Các bạn nhớ đăng ký và subscribe và bấm chuông.